Em Văn Giang của SC xin chào mọi người. Hôm nay em xin chia sẻ một số nguyên nhân gây nứt sàn bê tông. Có nhiều nguyên nhân gây ra nứt sàn bê tông bao gồm: một, cong ngót bê tông. Khi nước trong bê tông bốc hơi quá nhanh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng hoặc gió mạnh, bề mặt bê tông sẽ co lại nhanh hơn phần dưới, gây ra vết nứt. Hai, lún nền móng. Khi nền móng của công trình dịch chuyển hoặc lún không đều sẽ tạo ra áp lực lên sàn bê tông và gây nứt. 3. Nhiệt độ thay đổi. Sự giãn nở và co lại của bê tông do biến đổi nhiệt độ có thể gây ra các vết nứt, đặc biệt là trong các khu vực có biên độ nhiệt lớn. 4. Áp lực quá tải. Khi sàn bê tông chịu tải trọng vượt quá khả năng chịu lực thiết kế sẽ xuất hiện các vết nứt. 5. Ăn mòn cốt thép. Khi cốt thép bên trong bê tông bị ăn mòn do tiếp xúc với hóa chất hoặc độ ẩm sẽ làm giảm khả năng chịu lực và gây nứt. 6. Thiết kế thi công không đúng quy trình, thiết kế không phù hợp hoặc thi công không đúng kỹ thuật cũng là nguyên nhân phổ biến gây ra nứt sàn bê tông. Trên đây là chia sẻ của mình về một số nguyên nhân gây nứt sàn bê tông. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. GSC, chất lượng tạo niềm tin.